Thưa quý vị, chúng ta vừa xem qua một phiên bản mới của ca khúc Tình Phai, một ca khúc hit những năm 90 của thế kỷ trước. Và ca khúc này được thể hiện qua một giọng hát đã từng đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. 14 năm sau ngày anh đoạt giải cho đến nay thì giọng ca này càng ngày càng nổi tiếng và được khán giả yêu mến. Khánh Huyền và Thanh Điền xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn nam ca sĩ Đức Tuấn. Đức Tuấn xin trân trọng kính chào chị Khánh Huyền và Thanh Điền, và cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Anh Đức Tuấn này, cái ca khúc Tình Phai trong cuộc thi Tuyệt Đỉnh Tranh Tài thực sự đã gây ấn tượng với người xem bởi một cái dàn hợp xướng hoành tráng lên đến 100 người. Không biết rằng là cái ý tưởng này là của ban tổ chức hay là của anh ? Toàn bộ những cái phần biểu diễn trong cái chương trình Tuyệt Đỉnh Tranh Tài nó đều xuất phát hoàn toàn từ những cái ý tưởng của Tuấn. Sau đó thì Tuấn mới có những cái buổi làm việc riêng với biên đạo, với đạo diễn. Cũng chính Tuấn là một trong những người lựa chọn về trang phục, cũng giống như là những cái hình ảnh được chiếu trên màn hình LED ở phía sau lưng, để đẩy những cái hiệu quả mà mình mong muốn lên tới cực đỉnh. Wow, thế thì phải gọi Đức Tuấn là ông hoàng chiêu trò. Tuy nhiên là những chiêu trò mà Đức Tuấn đưa lại thì đều mang tính vị nghệ thuật và được khán giả vô cùng đón nhận. Và nói đến Đức Tuấn thì mọi người cũng nhắc đến một kỷ lục nữa của anh, đó chính là nam ca sĩ phát hành album nhiều nhất. Phải nói rằng là trong vòng chưa đến 10 năm mà anh đã phát hành gần 20 album. Vậy không hiểu Đức Tuấn lấy đâu ra năng lượng mà hát nhiều như vậy. Nếu mà nói về phát hành album nhiều nhất thì Tuấn không dám nhận cái danh hiệu này. Là về cái kỷ lục này thì cũng đã có rất là nhiều những anh chị đi trước. Ví dụ như anh Đăng Trường, ví dụ như là Phan Đinh Tùng. Mật độ dày đặc. Phát hành album cũng khá là nhiều. Có thể là cái thời gian dài hơn Tuấn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về số lượng thì không thể nào sánh được với lại ví dụ như anh Đăng Trường. Với Tuấn nhớ không nhầm thì hơn 30 album cho tới bây giờ. Nhưng mà anh là trong một khoảng thời gian ngắn hơn, nhưng mà cái mật độ, nói đúng là mật độ album phát hành nó lại dày đặc. Có thể nói thì hầu như là Tuấn được sinh ra với những cái cảm hứng nghệ thuật trong người từ bé, nên là lúc nào thì trong đầu Tuấn cũng luôn luôn có những cái luôn luôn có những cái dự định, có những cái ý tưởng, những cái cảm hứng để truyền tải những cái mới mẻ đến cho khán giả. Đó là lý do là tại sao ngoài những cái việc mà ra album, Tuấn còn biến nó thành những cái màn biểu diễn trên sân khấu. Và quý vị cũng đã từng thấy là Tuấn biến đổi không ngừng như thế nào trong hợp ca tranh tài cách đây 2 năm. Thanh Điền thì thấy có một cái điều thú vị, đó là anh dường như là anh có cái sở thích là làm mới lại những ca khúc cũ. Tuấn thì không phải là làm mới lại những ca khúc cũ, là Tuấn thì thường cảm nhận âm nhạc đơn giản, Tuấn trình bày lại những cái gì Tuấn thích và theo cách của Tuấn của Tuấn cảm nhận. Và thường những cái cách cảm nhận của Tuấn thì thường là nó khác biệt và không giống ai. Nó không giống ai, chính vì thế nên là Tuấn chưa bao giờ cố tình làm mới một cái gì hết. Chỉ là làm một cái gì đó chân thật nhất theo sở trường, cũng giống như là theo những cái ý tưởng phù hợp với cái khả năng của mình nhất. Nhưng mà khi chúng ta cho ra mắt một cái sản phẩm nghệ thuật nào đó mà chúng ta đặt cái tôi chúng ta vào đó quá nhiều, thì liệu rằng anh có nghĩ đến khán giả, nghĩ đến công chúng, những người đón nhận cái sản phẩm đó hay không? Thường trong cái lúc sáng tạo thì Tuấn đặt cái tôi mình vào đó để mặc sức sáng tạo hết mức mà mình có thể. Nhưng mà Tuấn là một người có thể nói là Tuấn nghe nhạc, Tuấn tiếp cận với âm nhạc và nghệ thuật có thể nói là khá là rộng rãi và đại chúng. Hầu như là thể loại âm nhạc nào Tuấn cũng nghe, cũng nghiên cứu từ trong nước cho ra tới nước ngoài. Những cái sáng tác của những cái bạn trẻ nhất gần đây, những ca khúc được tạm gọi là ca khúc nhạc thị trường, đối với Tuấn đó đều là những cái có những cái giá trị rất là ý nghĩa trong cái cuộc sống này. Nhưng mà thấy là Tuấn luôn tiếp nhận và cảm nhận nó, và cảm nhận một cách nghiêm túc để lấy để tiếp thu vào đó những cái hay, những cái đẹp, cũng giống như là
cảm nhận được cái hơi thở, những cái sự chuyển biến của âm nhạc cũng giống như tâm tư tình cảm của những con người hiện đại. Và Tuấn tin chắc rằng những cái sáng tạo tự nhiên xuất phát từ con người Tuấn chắc chắn nó sẽ không xa vời với những cái chuyển động của cuộc sống này. Thanh Điền nghe mọi người đồn rằng là anh sắp sửa ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc mới được đầu tư rất là công phu, đúng không ạ? Sắp tới đây vào khoảng tháng 6 thì Tuấn sẽ cho ra đời một cái album. Chính xác nó sẽ là một cái album. Album này nó là một cái album nhạc Phạm Duy, nhưng với một cái chủ đề hoàn toàn lạ lẫm. Hầu như là chúng ta hát rất nhiều các ca khúc về cuộc sống, về tình yêu, về gia đình. Thì cái album này nó lại hát, Tuấn lại lựa chọn các ca khúc và xây dựng nó trên một cái chủ đề khác. Đó là những cái triết lý của nhạc sĩ Phạm Duy về những được mất trong cuộc sống và cái triết lý về sự sống và cái chết. Thoạt nghe thì nó có vẻ hơi nặng nề và ghê gớm, nhưng một khi mà khi mà bắt tay vào làm cái album này thì tôi mới thấy được một cái sự bình thản, một cái tâm thái bình thản của nhạc sĩ Phạm Duy khi đối diện với những cái mất mát, cũng giống như là những cái ý nghĩa mà ông truyền tải về cái tâm lý con người trước khi chết, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thanh thản và kỳ thật rất là tươi sáng. Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lá cha đầm đìa trên sáng con lạnh giá. Giọt mưa trên lá, nước mắt mặn mà, thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh trông về. Giọt mưa trên lá, tiếng khóc oa oa, đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười. Giọt mưa trên lá, tiếng nói bao la, tóc trắng đậm đà, êm ái dù tình già. Bây giờ mình nói về đầu tư kinh tế một chút đi. Vì Huyền thấy rằng là không phải ca sĩ nào cũng dám đầu tư một cái số tiền lớn cho album của mình. Bởi vì sắp xét cho cùng thì trong cái hoàn cảnh xã hội hơi khó khăn hiện nay thì khó có thể lấy lại được vốn. Đấy là điều mà rất nhiều ca sĩ suy nghĩ. Vậy tại sao mà Đức Tuấn lại chịu chơi đến như vậy? Tuấn sinh ra là với một cái... Không biết, chẳng hiểu tại sao mình có mắc nợ gì về âm nhạc hay không. Nhưng mà hầu như một khi mà Tuấn đã bắt tay vào làm bất cứ một cái sản phẩm âm nhạc nào thì Tuấn là một người tuyệt đối là cầu toàn. Và mong muốn nó đạt được những cái chất lượng tốt nhất có thể. Tuấn không dừng lại được và Tuấn cũng đành phải hy sinh rất là nhiều những cái tiện nghi, những cái mà người khác cho là quan trọng trong cuộc sống này để đánh đổi cái mà Tuấn nghĩ đó là quan trọng nhất trong cuộc đời Tuấn. Đó là mang đến những cái sản phẩm âm nhạc với cái chất lượng cao nhất có thể, để không phải nó chỉ thỏa mãn cái lợi ích của bản thân mà nó còn Tuấn nghĩ nó sẽ là một cái món quà ý nghĩa để chia sẻ với cộng đồng, góp phần một chút phần một cái phần nhỏ nào đó cho một cái sự Tuấn nghĩ nó là làm cho âm nhạc nó tử tế hơn. Cái album lần này được thực hiện hoàn toàn tại Đức. Bản thân cái phòng thu Tuấn thu và ngay cả kỹ sư âm thanh thu âm cho Tuấn và mix cho Tuấn là người đã đoạt đến 3 giải Grammy về thu âm và mix. Cũng rất là vui là tuy 100% là Made in Germany, nhưng cái người hòa âm, cái người truyền tải cái những cái cảm xúc của Tuấn cũng giống như cái hồn album của nhạc sĩ Phạm Duy lại là một công dân dân Đức nhưng mà lại gốc Việt Nam, đó là anh Nguyễn Công Phương Nam, một nhạc sĩ Tuấn nghĩ là rất là quen thuộc đối với công chúng yêu nhạc trong nước, vì anh cũng đã từng cùng với trước đây cùng Tùng Dương đoạt giải cống hiến cho cả album hay nhất của năm.